Ngày hôm kia, ngày hôm thứ năm, thầy có gặp một số các sư em tương lai. Có sư em mới 14 tuổi, có sư em tương lai mới 14 tuổi, có sư em tương lai mới 16 tuổi. Thì thầy có nói như thế này: nếu mà mình không có cái ước muốn thật là lớn thì mình đừng có nên xuất gia. Nghĩa là mình phải muốn hơn 100% mới được. Tại vì xuất gia tức là phải có một cái năng lượng, phải có một chí nguyện lớn để có thể chuyển hóa cái bản thân mình và giúp chuyển hóa cả xã hội, cả muôn loài. Vì vậy cho nên năng lượng phải lớn lắm mới có thể xuất gia được. Năng lượng ít thì không có đủ để xuất gia đâu. Tại xuất gia không phải là đi kiếm một môi trường thoải mái để mà ẩn náu, mà xuất gia tức là muốn đầu tư cả cuộc đời của mình vào trong một cái sự nghiệp, mà sự nghiệp đó đã có rồi, sự nghiệp đó đã do Đức Thế Tôn khởi xướng cách đây 2.600 năm, và sự nghiệp đó đang đang liên tục, và tăng thân của Đức Thế Tôn đang có mặt trên mọi nẻo đường để làm vơi bớt những cái nỗi khổ của muôn loài. Và xuất gia nghĩa là tham dự vào cái sự nghiệp đó của Đức Thế Tôn. Và ngay từ đầu, sự sống của giáo đoàn là rất đơn giản và rất mạnh khỏe. Những cái điều kiện vật chất á, thì tối thiểu. Mà đi tu là như vậy, đi tu là sống một cuộc sống với những điều kiện vật chất tối thiểu để khỏi phải mất thì giờ, để dùng cái thì giờ đó để thực tập, để chuyển hóa và để giúp người. Thì từ 2.600 năm trước cho đến bây giờ cũng vậy, hễ đi tu là gạt bỏ cái nếp sống xa hoa đầy đủ tiện nghi để sống một cuộc sống đơn giản, simple living. Và xuất gia như vậy là để mà tham dự vào cái sự nghiệp, một cái enterprise của tăng thân. Và khi mà mình có một cái năng lượng thật lớn gọi là Bồ Đề Tâm thì mình mới làm chuyện đó được. Tại vì nếu mình đã từng sống trong những cái tiện nghi vật chất quá dồi dào, quá đầy đủ, mà nếu mình không có cái năng lượng lớn của Bồ Đề Tâm á, thì đến khi đi vào cuộc sống xuất gia, những cái điều kiện vật chất không có đầy đủ, không có dư dả, mình khổ, thì mình biết rằng mình không phải là người để đi xuất gia. Cho nên cái năng lượng của Bồ Đề Tâm phải lớn thì mình mới đi xuất gia được. Và vì vậy cho nên thầy nói rằng là nó phải trên 100% thì mới nên nghĩ xuất gia. Mà nếu mà nó trên 100% rồi thì phải viết thơ liền cho thầy, cho đại chúng, nói rõ ra cái ý nguyện của mình muốn xuất gia. Và đi xuất gia không có nghĩa, nó không có giống như là đi học ở một trường đại học. Tại vì học một trường đại học xong rồi á, thì mình rời thầy, rời bạn để mình làm sự nghiệp riêng của mình. Và thầy và bạn của mình ở trong trường đại học chẳng qua là nhất thời thôi. Còn đi xuất gia là ngược lại. Đi xuất gia tức phải ôm lấy thầy và bạn như là những người bạn đồng hành, không những trong kiếp này mà còn trong những kiếp sau nữa. Nó khác nhau ở chỗ đó. Suốt đời về nương tựa tăng thân, chứ không có đi riêng ra như là một cá nhân nữa. Tại vì mình biết rằng một giọt nước không bao giờ có thể đi ra biển cả được cả. Nửa đường thì nó sẽ bốc hơi.
giọt nước chỉ có thể đi ra biển cả khi mà nó hòa nhập với dòng sông. Mà dòng sông thì thế nào chắc chắn cũng đi ra biển cả, điều đó ai cũng biết. Chúng ta cũng vậy, người xuất gia với tư cách của một cá nhân không đi tới đâu hết, nhưng mà người xuất gia với tư cách tăng thân thì có thể đi khắp nơi. Và tăng thân của Đức Thế Tôn là một dòng sông đã trôi chảy trong 2500 năm và hiện bây giờ đang chảy sang Tây Phương, và có rất nhiều người Tây Phương muốn tham dự vào cái dòng tăng thân đó. Tăng thân tức là thân của ta. Hay mà bỏ tăng thân ra ngoài, tức là ta, cái giọt nước của ta sẽ bốc khói, nó không còn nữa. Có thể là mình đi ra ngoài, thấy người ta trọng vọng, thấy người ta kính nể, thấy được sống trong những cái điều kiện được khen ngợi, được chiều chuộng, có hạnh phúc hơn, và mình có cái ý muốn rời bỏ tăng thân. Nhưng mình biết rõ ràng rằng khi mình rời bỏ tăng thân thì mình sẽ như một giọt nước đơn độc, và giọt nước đó sẽ không có đi ra tới biển. Con về nương tựa tăng không phải là sẽ bộc lộ một đức tin mà thôi. Con về nương tựa tăng là một sự thực tập. Mà nương tựa tăng, mình là người xuất gia, mình phải nương tựa vào tăng, tức là mình phải sống với tăng, mình phải hành đạo với tăng, với tăng thân, và mình phải được tăng thân soi sáng và yểm trợ và ôm ấp và bao bọc. Nhưng tổ tăng cũng có nghĩa là tin vào cái tuệ giác của tăng thân. Tuệ giác của một người không bao giờ lớn bằng tuệ giác của tăng thân hết. Nếu tăng thân quả thực là một tăng thân. Tăng thân là ai? Tăng thân là một cái đoàn thể, trong đó mỗi người đều thực tập niệm, định, tuệ, đều thực tập giới, định và tuệ. Và tại vì thực tập được giới cho nên chúng ta bảo vệ được cho nhau. Nếu không thực tập được giới thì tăng thân không có bảo vệ được cho ai hết. Mà vì thực tập được giới cho nên tăng thân còn là tăng thân. Tăng thân bảo vệ được cho tăng thân, và tăng thân bảo vệ được cho từng cá nhân của tăng thân. Nhờ thực tập được giới, được niệm cho nên tăng thân có định và tăng thân có tuệ. Và vì vậy cho nên chúng ta phải tin vào tăng thân. Tin vào tăng thân có nghĩa là phải sử dụng con mắt của tăng thân để nhìn, để nhìn mọi cái. Có những cái ta chắc mẹm rằng ta là ta nhìn đúng, nhưng mà dưới con mắt của tăng thân thì nó không có đúng, nó chưa đúng. Thành ta không có thể nói rằng là tôi thấy cái đó đúng thì tôi đi, dầu ai nói đông nói tây tôi cũng đi theo đường đó. Nói như vậy tức là không có chấp nhận tăng thân, không có quay về nương tựa tăng thân. Mình không có thể nói là tôi thành thật với tôi thấy cái đó không có gì sai cả, vì vậy cho nên sư anh nói, sư em nói tôi vẫn phước tịnh ăn lên. Nói như vậy tức là không quay về nương tựa tăng thân. Tại vì cái mà mình thấy là mình chỉ thấy bằng con mắt cá nhân của mình thôi. Mình sống trong tăng thân là có cái lời lạc, là tăng thân đem cái thấy của tăng thân để soi sáng cho mình. Và vì vậy cho nên quay con về nương tựa tăng nó có nghĩa như vậy. Còn nếu mình nói rằng tôi thấy cái gì, cái này có sai gì đâu, tại sao tôi không có được làm theo cái thấy của tôi, vì vậy cho nên tôi cứ làm theo cái thấy của tôi, dầu tăng thân không hiểu, dầu tăng thân không cho thì tôi cũng làm. Như vậy thì đâu có thể gọi là con về nương tựa tăng. Không có niềm tin ở tăng thân, không có niềm tin ở tuệ giác tăng thân. Ngày xưa Đức Thế Tôn cũng nương tựa tăng, và Ngài để cho tăng thân quyết định, làm những quyết định có liên hệ tới cái hạnh phúc, cái tương lai và sự thực tập của giáo đoàn. Thì sức mấy
mà chúng ta là một phần tử của tăng thân mà không đi theo đường hướng đó, mà nói rằng cái gì tôi thấy đúng là tôi cứ làm, mặc ai nói gì thì nói, mặc ai khuyên gì thì khuyên, tôi cứ làm theo cái thấy của tôi. Thì như vậy mình đâu có phải là thực tập quy tâm bảo nữa. Mà theo nguyên tắc là mình phải cầu tăng thân soi sáng cho mình. Tại vì nếu tăng thân, nếu một cái đoàn thể mà không giữ giới, không thực tập thì không nói gì. Mà cái đó không phải là tăng thân. Tại sao tôi phải nghe theo một cái đoàn thể mà không giữ giới, không thực tập? Mà nếu trong trường hợp đó thì mình phải bỏ cái đó đi, mà đi chỗ khác, đi tìm một cái tăng thân đích thực. Là tại vì cái mà họ gọi là tăng thân không phải là tăng thân, tại vì không có giới, không có thực tập, tất cả đều là giả dối. Thì mình ở, tức là mình ngu si. Nhưng mà khi mà mình đã thấy rằng cái tăng thân nó có thực tập giới, nó có thực tập định, nó có thực tập tuệ, thì mình phải nói rằng dầu chết tôi cũng không có rời bỏ cái tăng thân này. Ở trong sách Sa Di Luật Giải của thầy Hoàng Tán có những câu nói rất hay. Mình tới một cái chùa nào đó, tới một cái am, một cái tự viện nào đó, mà nếu thầy có thể cung cấp cho mình vừa chỗ ăn chỗ ở, vừa giáo pháp để thực tập, thì mình phải tìm mọi cách có thể để xin ở lại. Nếu cái chỗ đó có thể cung cấp cho mình chỗ ăn chỗ ở nhưng mà không cung cấp cho mình giáo pháp và sự thực tập, thì mình phải xá, mình phải lại và mình phải đi. Sách nói rất rõ như vậy. Nếu có những tiện nghi về ăn ở nhưng mà không có giáo pháp và sự thực tập, thì mình phải lại mà đi liền lập tức. Và nếu trong đó có cung cấp được cho mình, có thể cung cấp cho mình giáo pháp và tu học, nhưng mà không có những điều kiện cho mình ăn ở, thì mình phải lạy xuống, mình khóc và mình đi. Tại vì tuy là có giáo pháp, có sự thực tập, nhưng mà không có cơm gạo và không có phòng ở, mình có được chấp nhận, thì mình phải lạy đi, nhưng mà mình khóc. Và khi mà tới một cái chỗ mà vừa không có chỗ ăn ở, mà vừa không có giáo pháp thực tập, thì thôi, khỏi lại, cứ đi thôi. Đi thôi, tại sao phải lại? Không cung cấp chỗ ăn, chỗ ở, cũng không cung cấp giáo pháp tu hành, thì tại sao mà phải lại? Thôi đi thôi. Mà nếu trong trường hợp cái chỗ đó đã cung cấp được chỗ ăn, chỗ ở, mà giáo pháp tu học nữa, thì đuổi cũng không nên đi. Phải tìm tất cả mọi cách để ở lại. Đó là những cái lời nói ở trong sách Sa Di Luật Giải của Đại sư Hoàng Tán. Khi mà chúng ta có những cái điều kiện vật chất và có những điều kiện giáo pháp và thực tập, thì chúng ta phải có đủ khôn ngoan để mà thừa hưởng những điều kiện đó mà đi tới trong cái sự tu tập. Nếu ta không tu tập thì ta bỏ phí cả một đời của chúng ta. Nếu ta không tu tập thì dầu có những cái điều kiện thuận lợi như vậy, ta cũng không có hạnh phúc. Mà tu tập là gì? Tu tập tức là phá bỏ
những cái ranh giới giữa ta và người, phá bỏ những cái ý niệm mà ta đã có về ta, phá bỏ những ý niệm của ta có về người, theo cái tinh thần của Kim Kim Cương. Ta có những cái lề thói, ta có những cái tập khí, ta có những cái nề nếp, nó khiến cho ta không có thể truyền thông được với những người bạn tu khác. Ta phải tu tập nhìn sâu vào trong ta để ta thấy được những cái yếu tố tiêu cực đó. Tại sao ta có những yếu tố tiêu cực đó? Ta nhận thức được rồi thì ta tìm cách tháo tung những cái biên giới đó ra để ta có thể cắm rễ được vào trong những người bạn tu của ta, trong sư anh, trong sư chị, trong sư em của ta. Ta phải cắm rễ vào trong tăng thân, và ta phải để cho tăng thân cắm rễ vào trong ta. Và khi mà cái sự thực tập cắm rễ đó nó thành công rồi, ta là một người có hạnh phúc. Và ta là một người có hạnh phúc thì không bao giờ ta nghĩ tới cái chuyện rời bỏ tăng thân cả. Sở dĩ thỉnh thoảng ta có ý tưởng rời bỏ tăng thân là tại vì ta không cảm thấy hạnh phúc trong cái môi trường đó, trong cái môi trường mà Thầy Hoàng Tán gọi là thuận lợi cho sự tu học, nghĩa là có chỗ ăn, có chỗ ở và có giáo pháp, có pháp môn. Nếu ta không thành công trong sự phá bỏ ranh giới, phá bỏ thành kiến, phá bỏ những cái tập quán của ta, mà ta không có thể sống được hài hòa và hạnh phúc trong tăng thân, thì thử hỏi khi đi ra ngoài ta làm sao để giúp người được. Ta có thể nói được một bài pháp về phương diện lý thuyết, nhưng mà trong chính bản thân ta, ta không có khả năng thiết lập truyền thông với một người sư anh, một người sư em, một người sư chị. Thì thử hỏi ta có thể dạy được cái gì, dạy được ai và dạy được cái gì. Tại vì nếu cần một bài thuyết pháp thì người ta có thể mở một cái cassette hay là mua một cuốn sách về đọc được. Cái mà người ta cần từ một vị giáo thọ, một vị đạo sư là cái phương pháp phá bỏ, cái phương pháp phá bỏ những cái hàng rào ngăn cách, chuyển hóa để mình có thể truyền thông được với người khác. Chừng nào mà ta chưa phá bỏ được những cái lề thói, những cái tập khí, những cái tính xấu đó để có thể cắm rễ trong sư anh, sư chị, sư em của ta, và để cho sư anh, sư em, sư chị ta cắm rễ vào trong ta, thì chừng đó ta vẫn chưa thành công trong sự tu học. Mà ta chưa thành công trong sự tu học tức là ta không có dạy được ai cái gì hết. Vì vậy cho nên cái môn học mà căn bản nhất của một người tu tức là Sangha Building, nghĩa là xây dựng tăng thân. Xây dựng tăng thân nó có nghĩa là làm cho tăng thân càng ngày càng có hạnh phúc, mà mình là một yếu tố của cái hạnh phúc đó. Và muốn cho tăng thân có hạnh phúc là mình phải hòa hợp được với tăng thân, mình phải có hạnh phúc với từng người trong tăng thân, mà điều này là điều thực tập căn bản. Và khi mà ta làm được chuyện đó rồi, ta biết rằng ra ngoài đời ta có thể giúp được hàng hà sa số người, tại vì ta đã biết cách. Còn khi mà ta sống trong tăng thân mà ta giận, ta hờn, ta ganh, ta ghét, ta đau khổ, ta khóc, ta bỏ đi, thì thử hỏi ta có cái gì để có thể giúp người, để có thể độ đời. Dù ta có thuộc lòng tam tạng kinh điển đi nữa thì cái kiến thức đó về kinh điển cũng có ích lợi gì cả. Là tại vì người đời họ chờ đợi ta những cái biện pháp, những cái phương pháp, những cái pháp môn để giúp họ vượt thoát cái khổ đau. Mà nếu ta không có những cái pháp môn như vậy thì ta có gì để hiến tặng cho người đời? Vì vậy cho nên cái môn học và môn thực tập cần thiết nhất của một người tu là cắm rễ. Cắm rễ trong tự thân của mình, cắm rễ vào trong mỗi người của tăng thân, và để cho tăng thân cắm rễ vào nơi chính mình.
chúng ta biết rằng khi mà chúng ta nhìn vào một cái chuối, chúng ta thấy có những cái lá chuối nó đang tươi mát, nó xòe ra, xòe mở rộng, đón ánh sáng mặt trời. Và những cái tàu lá chuối đó nó rất có hạnh phúc. Cái hạnh phúc của những cái tàu lá chuối đó là sự có mặt của những tàu lá chuối đó. Và trong khi đó nó có những cái tàu lá chuối tương lai, nó đang cuộn tròn ở trong cây chuối và từ từ nó sẽ xòe ra. Thì những cái chiếc lá chuối đầu nó đang sống, đang tiếp thu ánh sáng mặt trời, nó tiếp thu không khí và những chất hơi ở trong không khí để nó nuôi những cái chiếc lá chuối cuộn tròn ở trong lòng cây chuối. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta là thành phần của tăng thân, chúng ta có bổn phận phải sống cuộc sống của chúng ta cho có hạnh phúc, cho có tươi mát. Tại vì sống hạnh phúc tươi mát như vậy, tức là chúng ta làm được cái công việc nuôi nấng những cái nuôi nấng thầy của ta, nuôi nấng các sư anh sư chị và nhất là các sư em của ta. Chúng ta có cái bổn phận. Tại vì khi đi xuất gia là mình chấp nhận tăng thân là cái gia đình của mình, là cái thân của mình. Và vì vậy cho nên mình phải có bổn phận. Mình không có thể sống với tư cách của một cá nhân nữa. Tại vì cái thân của mình đã trở thành tăng thân rồi, mình đã trở thành dòng sông rồi, mình không còn là một giọt nước đơn độc nữa. Và vì vậy cho nên mình phải thấy được cái hòa điệu. Và nếu mà không có hòa điệu đó thì mình không có hạnh phúc. Trong một cơ thể nó có không biết bao nhiêu là cái tế bào, và nhìn cho kỹ thì thấy không có tế nào làm, không có tế bào nào làm chủ hết. Không có cái tế nào trong cơ thể nó ra lệnh cho các tế bào khác hết. Tất cả các tế bào, từ tế bào óc cho đến tế bào gan, cho tới tế bào tim, tất cả các tế bào đứng ở trong vị trí của mình và vâng theo một cái hòa điệu chung và làm trọn cái bộ phận của tế bào mình. Và do đó cho nên có cái sự vững chãi, có cái sự lành mạnh của cơ thể. Nếu một cái tế bào mà không vâng theo, không vâng theo cái hòa điệu đó, thì tế bào đó bắt đầu tạo những cái xáo trộn trong cơ thể. Và nếu tế bào đó lây tới những tế bào khác nữa, và có một số tế bào nó không vâng theo cái hòa điệu cơ thể, thì trong cơ thể ta bắt đầu có ung thư. Và khi mà có ung thư thì thường thường người ta phải mổ và người ta phải lấy cái vùng ung thư đó ra ngoài, hoặc là phải dùng những cái chất độc hóa học. Do đó cho nên cái hòa điệu rất là quan trọng. Không có ai chỉ huy ai, không có ai sai khiến ai, mà tất cả mọi tế bào đều sống trong cái đơn, trong cái vị trí của mình theo cái hòa điệu đó mà thôi. Tăng là vậy, tăng tức là hòa hợp. Cho nên chúng ta thường dùng danh từ hòa hợp tăng. Và hòa hợp tăng tức là một cái đoàn thể sống trong cái hòa điệu, mà hòa điệu đó đã được diễn tả bằng những cái giới, bằng những cái luật. Giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trú, kiến hòa đồng giải, lời hòa đồng quân, ý hòa đồng nghiệp. Và vì vậy cho nên hòa hợp tính tức là bản chất của tăng thân. Nếu ta không có hòa hợp tính trong tăng thân thì ta là một cái tế bào có thể gây xáo trộn. Và sự có mặt của ta có thể làm cho một số các tế bào khác nó gây xáo trộn. Và ta có thể tạo ra một cái ung thư ở trong cái cơ thể của tăng thân, rất là nguy hiểm. Và vì vậy cho nên hòa điệu là cái nguyên tắc. Trong tăng thân cũng vậy. Trong tăng thân, tất cả mọi thành phần của tăng thân thực tập theo giới, thực tập theo hòa điệu, thì tự nhiên tăng thân sẽ có hạnh phúc và có an lạc. Và khi mình đi xuất gia là mình biết rằng mình là một giọt nước, và giọt nước này không muốn chỉ là một giọt nước. Và vì vậy cho nên giọt nước muốn trở thành dòng sông. Phải thấy được cái đời sống xuất gia của mình là như vậy. Đi xuất gia là bỏ cái ý riêng của mình để vâng theo một cái ý chung. Ý chung đó là ý chung của tăng thân. Đó là con sông mà
mà ngày xưa Đức Thế Tôn đã khơi mở, là con sông đó đã chạy qua 2600 năm, con sông đó tới với ta và mời ta gia nhập. Thì trước khi đi xuất gia mình phải thấy cái điều đó.